Nói đến bóng chuyền, bất cứ người hâm mộ nào cũng biết đến cái tên Phạm Thị Kim Huệ. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao lý tưởng 1m81, Kim Huệ không chỉ ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi danh hiệu Hoa Khôi bóng chuyền, mà còn bằng tài năng và kỹ thuật của một phụ công hàng đầu bóng chuyền Việt Nam. Thừa hưởng chiều cao vượt trội từ gia đình, ban đầu Kim Huệ chọn theo đuổi điền kinh chứ không phải bóng chuyền. Nhưng vì quá thương con gái nên mẹ của chị đã đưa con thi tuyển đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin vào năm 1996. Năm 1999, cô trở thành thành viên trẻ nhất của đội tuyển Việt Nam khi mới 17 tuổi. Và cũng chỉ mất thêm có 2 năm, Kim Huệ trở thành đội trưởng ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Nói đến Kim Huệ, người hâm mộ luôn nhớ đến hình ảnh những cú bật nhảy một chân trước khi đánh bóng ghi điểm. Suốt 20 năm gắn bó với bóng chuyền, với biết bao thăng trầm, nhưng năm 2006 có lẽ là khoảng thời gian mà Kim Huệ thực sự khủng hoảng với nghề. Một năm bị chấn thương 2 lần, rồi phải tự bỏ tiền túi để phẫu thuật vì trái tuyến, khiến một vận động viên cảm thấy không được quan tâm. Cũng thời điểm đó, có nhiều sự việc không tốt xảy ra, khiến cho nữ vận động viên tỏ ra chán nản, thấy nghiệp thể thao quá là bạc bẽo. Vì lẽ đó, năm 2007 đến năm 2008, cô đã quyết định dừng lại để lập gia đình và sinh con. Năm 2009, cô trở lại tập với đội trẻ chỉ vì mục đích để giảm cân. Nhưng cuối cùng thì ban lãnh đạo lại thuyết phục gia đình, thuyết phục chồng để cho cô tiếp tục chơi bóng trở lại. Và sự níu kéo cũng như quyết định tiếp tục theo đuổi nghiệp bóng chuyền đã giúp cho nền bóng chuyền nước nhà không mất đi một tượng đài. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Kim Huệ là một trong những phụ công xuất sắc của khu vực Đông Nam Á. Trong những năm tháng với vai trò là đội trưởng đội tuyển quốc gia, Kim Huệ luôn thể hiện được tố chất cũng như bản lĩnh của mình, là đầu tàu ghi điểm của cả đội cũng như vực dậy tinh thần của các đồng đội trong những lúc gặp khó khăn. Mỗi trận đấu có sự góp mặt của Kim Huệ đều nhận được sự ưu ái của người hâm mộ. Đáp lại tình cảm đó, cô phụ công mang áo số 5 luôn thi đấu hết mình. Việc theo chắn Huệ gần như là điều bất khả thi. Gần 20 năm thi đấu với những thăng trầm trong sự nghiệp, Kim Huệ trở thành một tượng đài của làng bóng chuyền nữ Việt Nam với 9 chức vô địch quốc gia, 7 tấm huy chương bạc SEA Games cùng kỷ lục 17 lần liên tiếp tham dự giải vô địch quốc gia. Bên cạnh đó là hàng loạt các danh hiệu tập thể cũng như cá nhân tại các giải đấu trong và ngoài nước. Tài năng thiên bẩm, sở hữu sự nghiệp bóng chuyền đồ sộ, một ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm. Nhưng hoa khôi bóng chuyền Việt Nam một thời lại không có được hạnh phúc trọn vẹn trong chuyện tình cảm. Khác với nhiều đồng đội, Kim Huệ nên duyên với một anh chàng không liên quan đến thể thao, cùng tuổi và làm nghề kinh doanh. Họ có với nhau một cô con gái bé nhỏ đáng yêu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Kim Huệ đã đổ bể. Hiện tại, khi mọi chuyện đã qua, Kim Huệ chỉ tâm niệm chuyện tình cảm khi đến được với nhau là duyên, còn khi chia tay là hết duyên và lỗi không thuộc về ai.